rộng thị trường thì làng nghề chổi chít tại thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, từ khi được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh lại nhộn nhịp không khí sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Sản phẩm chổi chít Việt Lâm đã được xuất khẩu sang Mỹ, mở ra cơ hội làm giàu cho người dân nơi đây. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại cơ sở sản xuất của một hộ dân tại làng nghề chổi chít Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Với chiếc chổi cầm trên tay như thế này thì người dân ở đây đã xuất đi thị trường Mỹ với giá là 12 đô một chiếc chổi. Tại gia đình bà Phùng Thị Huệ, tổ viên làng nghề chổi chít Việt Lâm, khi gia đình đang gấp rút sản xuất chổi để sang đầu quý 1 năm 2023 tiếp tục xuất hàng sang Mỹ. Bây giờ có cái xuất khẩu này thì là chúng tôi làm thì là muốn là sang năm 2023 là được xuất khẩu nó đi được nhiều để chúng tôi làm cho nó được nhiều hơn và được tăng thu nhập nhiều hơn. Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát đã giúp việc lưu thông hàng hóa được thuận lợi. Từ cuối năm 2022, chổi chít Việt Lâm đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao. Nhờ việc xúc tiến thương mại của tỉnh, huyện nên sản phẩm chổi chít Việt Lâm của làng nghề đã tiếp cận được thị trường Mỹ. Đầu tháng 11 năm 2022 vừa qua, lô hàng 10.000 chiếc chổi chít đã được làng nghề xuất khẩu vào thị trường Mỹ với giá bán thành phẩm 12 đô la Mỹ một sản phẩm. Thế trong tương lai thì sau cái lần xuất khẩu đi thì có tiếng vang lớn, gây ảnh hưởng rất lớn. Tức là các thị trường khác, thí dụ thị trường Nhật thì người ta cũng bắt đầu là có đơn hàng, người ta yêu cầu mình làm. Phía khối EU tức là có hai đơn nữa, có một công ty nữa người ta xin vào làm, xin nhận hàng của mình nhưng chúng tôi không thể khám được. Thế cho nên là trong tương lai gần nhất thì chúng tôi đã cố gắng đáp ứng đủ thị trường. Tức là một là đi Mỹ hàng đi Nhật. Đối với lại các cái làng nghề này thì trên cơ sở là ngành cũng như là tham mưu cho huyện để đưa được các cái doanh nghiệp hợp tác xã để liên kết tạo thành chuỗi liên kết bền vững để gắn với lại các cái sản phẩm của người dân trực tiếp tham gia trong làng nghề. Cuối năm này thì cũng có những cái hoạt động rất là tích cực, liên kết được một cái chuỗi rất là bền vững, bao tiêu được sản phẩm trong nước và ngoài nước. Chổi chít Việt Lâm hiện nay còn được bán tới các tỉnh trong nước. Dự kiến năm 2023 sẽ đẩy mạnh sản xuất để xuất khẩu sang thị trường Mỹ mà làng nghề đã ký hợp đồng. Hiện làng nghề đang giải quyết việc làm cho trên 100 người với mức thu nhập từ 3 đến 6 triệu đồng một người một tháng.